Tiếp tục thông tin về việc cá nuôi lồng bè bị chết tại khu vực sông Trà Và, xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu. Thưa quý vị, qua thống kê sơ bộ của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, tính đến nay đã có 15 hộ nuôi cá lồng bè tại tiểu khu 2, khu 3, khu 4 có cá chết với tỷ lệ từ 70 đến 100%. Số lượng cá chết ước khoảng 73.460 con. Theo khảo sát Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, môi trường nước tại tiểu khu 2, 3 và 4 khu vực sông Trà Và có các chỉ số về nhiệt độ, độ mặn, độ kiềm bình thường. Tuy nhiên, hàm lượng oxy hòa tan thấp, DO bằng 4,2 mg một lít, độ mặn giảm còn khoảng 26-28%. Căn cứ kết quả xét nghiệm và thực tế, các cơ quan chức năng nhận định nguyên nhân cá chết là do môi trường nước bị biến động, thiếu oxy cục bộ. Cùng thời điểm này lại xuất hiện có 90% mẫu cá nhiễm ký sinh trùng quả dưa. Khi gặp thời tiết bất lợi, trùng quả dưa đã xâm nhập vào mang, khiến cá bỏ ăn trong nhiều ngày và chết hàng loạt. Ngoài các nguyên nhân trên, các hộ nuôi cá lồng bè còn nghi vấn Hợp tác xã Vĩnh Hưng, thôn 8, xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu đã xả nước thải gây ô nhiễm môi trường nước, làm chết cá. Hiện tại, các cơ quan chức năng đang điều tra cơ sở này và sẽ đưa ra kết luận cuối cùng. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã cử cán bộ chuyên môn phối hợp với Viện Nuôi trồng Thủy sản, phối hợp với các đơn vị địa phương hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại cho cá chết, vận động người dân thu gom cá chết đưa vào bờ để xử lý. Đồng thời, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng đang tiếp tục thống kê thiệt hại của những hộ có cá chết.